Một nụ hồng, một nụ hồng đã cho mắt nàng. Em thơ ngây bước đi trên con phố về. Ờ đấy, tại vì em vũ đạo em đẹp và hay quá cho nên là em quên hát ấy. Nhớ khi nào mà phim nào của anh mà có cái màn trình diễn mà thể cần mong rất là cong lên đó, thì anh sẽ nhớ tới em. Chỗ hay nhất thì em hát giống như là chỗ bình thường đó, nó không hay đâu. Cho nên là chị nghĩ rằng là có thể rằng là em nên học hỏi trau dồi tiếp. Em năm nay em bao nhiêu tuổi nhỉ? Em 24 hả? Năm sau 25, chắc cỡ khoảng 28 là em mặn mà rồi đó, em quay lại. Nói chung là chị Siêu đang casting nhóm nhảy cho riêng mình. Năm, anh 20, em mới sinh ra đời. Ngày anh 40, em mới vừa đôi mươi. Hồi nãy em có nói là cái niềm đam mê của em, tức là âm nhạc đã đốt cháy niềm đam mê của em. Nhưng mà anh thì anh nghĩ em mới là cái người đốt cháy âm nhạc. Em đốt cháy, em hát xong rồi cháy luôn bài nhạc, tức là cũng không biết bài đó là bài gì. Đời đồng vui, đồng quê yêu dấu, bông cầu với con thuyền một dòng sông. Chị nghĩ là em làm diễn viên rồi thôi. Anh thấy thật ra là em có năng khiếu về biểu diễn, nhưng mà nó cũng hơi, nó hơi quá. Một màu xanh xanh, trông thêm vàng vàng. Một màu xanh trước thêm vàng cánh đồng hoang. Anh ấn tượng với cái bài sắc màu hơn. Nó lạ, em đã đổi được cái màu sắc của bài đó. Nhưng mà anh nghĩ nếu mà tác giả nghe thì chắc mặt của tác giả sẽ có một màu xanh tái nhợt. Nếu như mà chị có một cái huy chương ấy, là chị sẽ biết cái đó là một trong những thí sinh đã nỗ lực hết mình. Bài hát mà tôi không nghĩ đến mức độ đó, nhưng mẹ đã làm. Thế chị nói là giải cống hiến. Giải cống hiến. Thật là em không thể hát được.